Mình xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi được cái giọng nói của chúng ta ở trong video. Thì việc thay đổi giọng nói của chúng ta ở trong video nó phù hợp ở một số những cái hoàn cảnh như sau. Nếu như các bạn làm những cái nội dung video liên quan đến chuyện ma, trinh thám hoặc là tiểu thuyết mà các bạn cần một cái giọng thuyết minh hay hơn, hoặc là cũng như là các bạn không muốn sử dụng cái chất giọng của các bạn bởi vì là nó có thể là mang cái tính chất địa phương và các bạn muốn đổi sang một cái giọng khác để cho nó phổ thông hơn, thì các bạn cũng có thể là tiến hành là thay đổi giọng nói ở trong video của các bạn. Mình lấy ví dụ như là mình có thể là lên YouTube và mình gõ một cái kênh như thế này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào một cái video bất kỳ của cái kênh này. iPhone 15 mới lịch tin của ngay tại Hoàng Hà Mobile, nhà bán lẻ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, mức giá ưu đãi tốt hàng đầu, trả góp 0%, gần 130 chi nhánh trên cả nước. Truy cập ngay link ở phần mô tả video nhé. Chào các bạn, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, một số người thân của bà Trương Mỹ. Các bạn thấy là cái kênh này là một cái kênh có tới 2 triệu lượt người đăng ký, và cái giọng thuyết minh ở trong video này thì mình chắc chắn là đây là cái giọng đã được thay đổi. Và nếu như các bạn cũng muốn làm những cái nội dung kênh theo cái kiểu thuyết minh như thế này và các bạn muốn thay đổi cái giọng nói ở trong kênh sang một cái giọng nói đặc trưng như thế này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi được giọng nói thuyết minh ở trong video của các bạn bằng một cái ứng dụng chỉnh sửa video quen thuộc, đó là ứng dụng CapCut nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài và mình sẽ mở ứng dụng CapCut lên. Thì với cái ứng dụng CapCut này các bạn có thể là dễ dàng tải được ở trên hai cái nền tảng phổ biến nhất hiện nay. Và sau khi các bạn tải ứng dụng này rồi thì ở đây mình sẽ bấm vào dự án mới, hoặc là mình chọn cái dự án mà mình đã chỉnh sửa rồi thì ở đây mình sẽ bấm vào dự án mới. Sau đó thì mình sẽ chọn một cái video bất kỳ có trên điện thoại của mình để tiến hành là chỉnh sửa và thay đổi giọng nói ở trong video. Bây giờ mình sẽ bấm vào và mình sẽ chọn vào phần là thêm. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử mở cái video này để xem cái giọng nói nguyên bản của mình là như thế nào. Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Các bạn thấy thì đây chính là cái giọng nói nguyên bản của mình mà mình đã thu ở trong video của mình. Và bây giờ thì mình muốn đổi cái giọng nói này sang một cái giọng nói khác thì mình sẽ bấm vào phần video như thế này. Sau đó thì mình sẽ kéo đến cái mục đó là hiệu ứng âm thanh và mình chọn vào. Lúc này thì mình sẽ chọn một cái hiệu ứng âm thanh mới, mình chọn vào phần đó là giọng đọc. Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì là gặp các bạn trên kênh của mình. Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sẽ xem lại lịch sử tìm kiếm, cũng như là chúng ta sẽ xóa lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Zalo của chúng ta. Ở đây có rất nhiều kiểu giọng nói khác nhau và các bạn sẽ tùy theo ý thích và tùy theo cái chủ đề nội dung video mà các bạn đang làm thì các bạn sẽ có thể là chỉnh sửa. Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp các bạn trên kênh của mình. Các bạn có thể là chỉnh sửa cái giọng đọc của các bạn thuyết minh ở trong video sang một cái chủ đề nó phù hợp với nội dung video mà các bạn đang làm. Thì như vậy thì các bạn có thể là sử dụng cái cách này. Mình xin chào các bạn nha. Để chúng ta có thể là thay đổi được giọng nói của chúng ta, giọng thuyết minh của chúng ta ở trong cái video mà chúng ta đang làm. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi giọng nói thuyết minh của chúng ta trong video khi mà các bạn làm những cái nội dung thuyết minh liên quan đến những chủ đề mà các bạn đang làm và đăng tải lên trên kênh YouTube của các bạn.